Xin chào các bạn. Những cây hoa lan, chúng ta đều mong muốn có được nhiều hoa. Cây phát triển xanh tươi tốt và khỏe mạnh. Hôm nay tôi chia sẻ cách phát triển những cây nhỏ từ gốc cây. Các bạn đừng nên vội bỏ những cây hoa lan này. Với một phương pháp rất đơn giản, nhiều cây nhỏ sẽ phát triển trên cùng một thân cây. Những gốc hoa lan này, các bạn cần ngưng tưới nước trong 5 ngày. Rễ đã bị hư rất nhiều, nhưng với phương pháp mới này, các bạn sẽ phục hồi được rất nhanh. Các bạn chỉ cần dùng một tép tỏi nhỏ. Và mình sẽ làm nát ra. Cho vào 1 lít nước. Chúng ta sẽ khử khuẩn và rửa sạch bằng nước tỏi này, cũng sẽ giúp cho cây nhỏ được hồi sinh rất nhanh. Và dùng những hạt đất sét nở ra hoặc những viên sỏi cho vào đáy chậu. Chúng ta sẽ cho nước vào đây. Chỉ bao nhiêu đây nước là đủ. Các bạn sử dụng rêu và hãy làm ẩm trước khi sử dụng. Sau đó chúng ta sử dụng rêu này đặt vào phần gốc của cây như thế này. Hãy đặt cây ở những nơi khô ráo và thoáng mát. Chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian chăm sóc cho những chậu hoa lan như thế này. Và với cách làm này, khi nước ít, các bạn bổ sung thêm. Nước sẽ giúp cho rêu luôn giữ ẩm nhưng không quá ướt. Và với cách làm đơn giản này, tùy thuộc vào giống hoa, có cây nhanh, cây chậm, nên các bạn cần phải kiên nhẫn. Và chỉ sau 3 tháng, cây nhỏ đã phát triển được rất nhiều.
và rất khỏe mạnh. Nước sẽ luôn giữ ẩm và rễ sẽ phát triển nhanh hơn. Những chiếc rễ đã bị hư trong quá trình chúng ta trồng lại gốc cây, đây là điều hoàn toàn bình thường, vì sẽ dồn dinh dưỡng để giúp cho những cây nhỏ này phát triển. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.